Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình ngày hôm nay là thông tin nhiều người lựa chọn tập luyện thể dục thể thao tại nhà trong mùa dịch COVID-19. Hưởng ứng khuyến cáo của Bộ Y tế về việc tập thể dục tại nhà trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều người dân đã lựa chọn tập thể dục thể thao ngay tại nhà mình để việc tập luyện không bị gián đoạn. Một số hình thức tập luyện tại nhà được nhiều người lựa chọn như tập tạ, tập xà đơn, xà kép, yoga, thể dục tay không, đạp xe. Nhiều gia đình còn mua sắm máy tập và các dụng cụ thể thao để các thành viên tự tập tại nhà. Trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn có nguy cơ lây lan ra cộng đồng, mọi người hạn chế đến các địa điểm tập luyện ở bên ngoài, thì việc tập luyện thể dục thể thao tại nhà vừa thuận tiện, đơn giản, không phải tiếp xúc với nhiều người, vừa rèn luyện sức khỏe để tăng cường sức đề kháng. Chị Nguyễn Thị Thu Hà là giáo viên yoga đã gần 5 năm nay. Trước khi có dịch COVID-19, chị có hai lớp yoga thường xuyên sinh hoạt vào buổi chiều các ngày trong tuần. Do tác động của dịch bệnh, các lớp yoga đóng cửa, các học viên được hướng dẫn tập luyện online thông qua điện thoại, máy tính. Bên cạnh việc duy trì các lớp học online làm nơi sinh hoạt, luyện tập sức khỏe cho các chị em trong lớp học, chị Hà còn thường xuyên làm các video hướng dẫn tập yoga miễn phí tại nhà, phát trên mạng xã hội cho bạn bè, người thân. Có nhiều người chưa hiểu hoặc chưa tập được đã đến tận nhà chị để được hướng dẫn. Dù dạy online hay dạy trực tiếp, chị luôn nhiệt tình, cẩn thận, góp phần lan tỏa hơn nữa phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, phòng tránh bệnh tật. Sau 15 ngày thực hiện cách ly toàn xã hội, Thủ tướng đã phân nhóm các địa phương để kéo dài thời gian cách ly. Trong đó, Hưng Yên thuộc nhóm nguy cơ thấp và thực hiện theo chỉ thị số 15. Trong đó có quy định dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Tuy nhiên, tại địa điểm sân vận động tỉnh trên đường Trưng Trắc, thành phố Hưng Yên vẫn có nhiều nhóm thanh niên tụ tập để chơi bóng đá và không thực hiện việc đeo khẩu trang. Điều này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ông Đỗ Trọng Thực ở thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm là một người rất yêu thích môn cầu lông. Trong gia đình, vợ và các con ông cùng với vợ chồng người em trai cũng thường xuyên tập luyện môn thể thao này. Để thuận tiện cho việc luyện tập, từ trước năm 2015, gia đình ông đã xây dựng một nhà luyện tập cầu lông tại xã Đình Dù, huyện Văn Lâm để gia đình và những người yêu cầu lông tại địa phương đến luyện tập. Từ năm 2015, gia đình ông chuyển nơi làm việc đến thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Tại đây, ông cũng đã cho xây dựng nhà luyện tập cầu lông khác có diện tích trên 200m², được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết cho một sân cầu lông. Nhà luyện tập do gia đình ông Thực xây dựng giờ đây trở thành nơi rèn luyện, giao lưu của nhiều người chơi cầu lông trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù giải hạng nhất quốc gia 2020 chưa thể khởi tranh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuy nhiên với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt lực lượng của câu lạc bộ Phố Hiến, người hâm mộ bóng đá trong tỉnh tin tưởng vào một mùa giải thành công, đồng thời tiếp tục đồng hành cổ vũ cho đội bóng xứ Nhãn. Trong hai mùa giải trước, đông đảo người hâm mộ bóng đá trong tỉnh luôn sát cánh cổ vũ hết mình cho câu lạc bộ Phố Hiến khi thi đấu trên sân nhà lẫn sân khách. Đặc biệt, hội cổ động viên câu lạc bộ Phố Hiến với phong cách cổ vũ cuồng nhiệt, văn minh và chuyên nghiệp là nguồn động viên tinh thần to lớn để thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh đạt thành tích cao, giành ngôi Á quân giải hạng nhất quốc gia 2019 ngay trong lần đầu tiên tham dự. Mùa giải năm nay, cổ động viên bóng đá Hưng Yên hứa hẹn tiếp tục là cầu thủ thứ 12 trên khán đài để cổ vũ cho đội bóng thân yêu. Thời gian vừa qua, hội cổ động viên câu lạc bộ Phố Hiến đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên tinh thần các cầu thủ. Đông đảo người hâm mộ kỳ vọng đội bóng sẽ giành quyền lên chơi tại giải hạng nhất quốc gia V-League 2021. Cổ động viên bóng đá trong tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành và sát cánh cùng câu lạc bộ. Kế hoạch của năm 2020, hội cổ động viên Phố Hiến đã kêu gọi tất cả các đồng bào, người con Hưng Yên, người con các tỉnh lân cận hãy cổ vũ cho cổ động viên Phố Hiến. Rất mong câu lạc bộ bóng đá Phố Hiến thi đấu thật tốt, thi đấu hết mình để thăng hạng cho mùa giải mới 2020. Và cổ động viên chúng tôi luôn luôn sát cánh để đồng hành cùng với các bạn. Ban lãnh đạo câu lạc bộ Phố Hiến bày tỏ lòng biết ơn với những tình cảm của người hâm mộ bóng đá Hưng Yên dành cho đội bóng trong suốt 2 năm qua. Toàn đội sẽ ra sân với tinh thần cao nhất với khẩu hiệu không dừng bước, cống hiến cho người hâm mộ nhiều trận đấu hay, quyết tâm đạt thành tích cao để xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của người hâm mộ. Cảm ơn cổ động viên, hội cổ động viên đã luôn sát cánh cho câu lạc bộ Phố Hiến năm 2019. Thì năm nay hy vọng rằng các bạn vẫn tiếp tục là nguồn động lực và là cầu thủ thứ 12 của đội bóng khi được thi đấu trên nhà, và hy vọng rằng cổ động viên sẽ cháy hết mình với khán đài sân vận động để cầu thủ có một sự
hưng phấn cũng như là sự cống hiến. Mùa giải năm 2020, câu lạc bộ Phú Hiến sẽ tham dự hai giải đấu trong nước là Cúp Quốc gia và Giải Nhất Quốc gia, phấn đấu giành vé lên chơi tại Giải Vô địch Quốc gia V-League 2021. Để thực hiện mục tiêu đó, đội bóng Hưng Yên đã có sự chuẩn bị tốt về mặt lực lượng khi chiêu mộ thêm nhiều cầu thủ chất lượng có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp. Toàn đội đang có tinh thần thoải mái sẵn sàng cho ngày khai mạc Giải Hạng Nhất Quốc gia 2020. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao Hưng Yên hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.